Các em thân mến, thầy đã hướng dẫn các em cách tính tích phân hàm số dạng hữu tỉ. Và hôm nay đến lượt chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính tích phân hàm số lượng giác. Chắc chắn nghe hàm số lượng giác là có nhiều em là thấy thấp thỏm lo âu, bởi chắc chắn nó sẽ gắn liền với rất nhiều kiến thức về lượng giác. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để phân tích những cái kỹ thuật, những cách thức mà chúng ta tính kế tích phân thuộc thể loại hàm số này ra làm sao. Thì để giảm cái mức độ khó khăn khi chúng ta làm việc với tích phân hàm lượng giác, thì đầu tiên cần cung cấp cho các em một số những cái kiến thức nền, những cái kiến thức cơ bản, tức là chúng ta giới thiệu một số những cái tích phân mà chúng ta thường hay gặp, rồi làm nền để sau đó chúng ta mới phát triển cái phương pháp lên. Hy vọng rằng với cách làm như vậy thì cái độ khó nó sẽ giảm đi đối với số lớn các em học sinh. Sau đây là giới thiệu các em một số những cái tích phân rất là đơn giản. Ví dụ thứ nhất là chúng ta xét A, Y bằng tích phân trên đoạn từ 0 đến Pi chia 2 của bình phương cos X. Rất là quen thuộc. Câu B, G tích phân trên đoạn từ 0 đến Pi của bình phương sin X. Tức là lấy tích phân của bình phương cos, lấy tích phân của bình phương sin x làm gì? Thì với câu A đó, chúng ta giải rất là đơn sơ như sau. Chúng ta dùng công thức hạ bậc. Bình phương cos x thì biến thành 1 phần 2 của 1 cộng cos 2x. Bây giờ lấy nguyên hàm. Nguyên hàm của 1 là x. Nguyên hàm của cos 2x là 1 phần 2 sin 2x. Tính từ 0 đến pi chia 2. Đã, bây giờ thế bố. Thay x bằng pi chia 2. Đã. Còn thay x bằng pi chia 2 vào đây là sin pi bằng 0. Trừ cho thay x bằng 0 thì x là 0. Sin 0 là 0. Như vậy rút cuộc là chỉ còn lại bên trong này là pi chia 2 thôi. Và kết quả thu được là pi chia 4. Vậy chúng ta đã tính xong giá trị tích phân y là bằng pi chia 4. Đấy, nó rất là đơn sơ. Nhưng phải thuộc công thức biến đổi. Với câu B thì chúng ta xét tích phân G trên đoạn từ 0 đến Pi của bình phương sin x. Nào, công thức hạ bậc. Bình phương sin x thì biến thành 1 phần 2 của 1 trừ cos 2x. Nhớ công thức cho nó chính xác nhé. Rồi bây giờ lấy nguyên hàm của 1 là x. Nguyên hàm của cos 2x là 1 phần 2 sin 2x. Cẩn thận những cái công cụ cơ bản như vậy. Và bây giờ thế vào, thay x bằng pi, đấy. Còn sin 2pi là 0. Thay x bằng 0 thì toàn bộ giá trị là 0. Vậy kết quả cuối cùng là pi chia 2. Kết luận G có giá trị pi chia 2. Đấy, thì cái ví dụ đầu tiên là giới thiệu hai cái tích phân rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mời các em chuyển sang ví dụ thứ hai. Chúng ta xét hai tích phân sau đây. Y là tích phân trên đoạn từ 0 đến pi chia 4 của bình phương tan x. Và câu B tính tích phân G, tích phân trên đoạn từ pi chia 3 đến pi chia 2 của bình phương cotan x. Đấy, sin cos rồi bây giờ tan cotan. Nào. Với câu A thì chúng ta làm như sau. Tan bình phương x thì chúng ta thêm 1 rồi bớt 1. Thêm 1 là để 1 cộng bình phương tan x có nguyên hàm là tan x. Còn trừ 1 lấy nguyên hàm là x. Thế pi chia 4 vào, tan pi chia 4 là 1. Trừ pi chia 4. Còn thay x bằng 0, tan 0 là 0. Vậy kết quả mà chúng ta thu được là như sau. Y bằng 1 trừ pi chia 4. Đã, xong rồi. Rất nhẹ nhàng. Nhưng mà dựa vào những công thức mà chúng ta đã học. Nào, câu B là hoàn toàn tương tự với tích phân trên đoạn từ pi chia 3 đến pi chia 2 của cotan bình phương x. Thì ta cộng 1 rồi trừ 1. Để làm gì? 1 cộng bình phương cotan x thì nguyên hàm là trừ cotan x. Còn đằng sau này trừ 1 thì nguyên hàm là trừ x, cho nên cái dấu trừ mình kéo ra ngoài. Nào, bây giờ thay pi chia 2 vào. Cotan pi chia 2 là 0. Rồi cộng pi chia 2. Đấy. Rồi trừ cho trừ, cộng cotan pi chia 3, căn 3 chia 3, rồi x pi chia 3.
Vì vậy kết quả sau cùng là căn 3 chia 3 trừ bi chia 6. Kết luận G có giá trị căn 3 chia 3 trừ bi chia 6. Đấy. Như vậy là có 4 cái câu hỏi rất là cơ bản là lấy tích phân của 4 cái hàm bình phương, sin, cos, tan và cotan. Chúng ta chuyển sang bài toán áp dụng tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta xét tích phân y trên đoạn từ bi chia 3 tới bi chia 2 của dx chia 1 trừ cos x. Và câu B thì tích phân g trên đoạn từ 0 đến bi chia 3 của dx chia 1 cộng cos x. Đã. Thế bây giờ làm gì? Thì là cũng phải xuất phát từ kiến thức biến đổi lượng giác. 1 trừ cos x có công thức là gì? 1 trừ cos x có công thức biến đổi là 2 lần bình phương sin x chia 2. Thế thì 1 mà chia 2 lần bình phương sin x chia 2, nguyên hàm của nó là gì? Nguyên hàm của nó là trừ cotan x chia 2. Cái chỗ này là em nào mà không thuộc công thức đạo hàm là bắt đầu lung tung, bắt đầu sai lầm. Đạo hàm đâu, hỏi lại các nhé, đạo hàm của cotan x chia 2 là dùng công thức gì? Nó là dạng cotan u. Mà cotan u thì đạo hàm của nó là trừ u phẩy chia sin bình u. Trừ u phẩy tức là trừ 1 phần 2. Với trừ này là nó ra 1 phần 2 rồi chia cho bình phương của sin x chia 2, tức là nó đúng rồi, là cái lượng này đó. Đấy. Coi chừng nhé, chỗ này sẽ rất nhiều em là đạo hàm không vững vàng là bắt đầu có sự nhầm lẫn. Thay bi chia 2 vào thì chỗ này là trừ cotan bi chia 4. Thay bi chia 3 thì trừ cho trừ là cộng cotan bi chia 6. Cotan bi chia 4 là 1 nên giá trị trước này là trừ 1. Còn cotan bi chia 6 là căn 3. Vì vậy chúng ta đã tính được giá trị tích phân y là căn 3 trừ 1. Cái quan trọng ở đây là cái chỗ lấy nguyên hàm này. Phải xem cho kỹ, cẩn thận. Mà cái đó gốc gác của nó là công thức đạo hàm. Thì nhắc lại, đây là chúng ta dùng công thức đạo hàm gì? Cotan u. U là một hàm theo x. Thì công thức của nó là trừ u phẩy chia sin bình phương u. Ta qua câu B với tích phân g trên đoạn từ 0 đến bi chia 3 dx chia 1 cộng cos x. Thì chúng ta lại hỏi 1 cộng cos x có công thức biến đổi là gì? Đó là 1 cộng cos x biến thành 2 lần bình phương cos x chia 2. 1 chia 2 lần bình phương cos x chia 2. Thì ở đây nè, là chỗ này là 1 phần 2 chia cho bình phương cos, mà 1 phần 2 đó là đóng vai trò gì? Đạo hàm của cos x chia 2. Như vậy cái hàm số dưới dấu tích phân này có dạng là u phẩy chia cos bình u. Mà u phẩy chia cos bình u thì nó là đạo hàm của gì? Của tan u. Như vậy nguyên hàm của nó là tan x chia 2. Những cái chuyện như thế này là phải thuộc công thức đạo hàm mới truy ra nguyên hàm chính xác. Cái lỗi thường hay thấy là gì? Một chia cos bình phương x nguyên hàm tan x, cái xong là có nhiều em áp dụng một cách thô bạo, một chia cos bình phương x chia 2 nguyên hàm là tan x chia 2. Đâu có đúng, bởi vì chỗ này đã là x chia 2 rồi thì cái đạo hàm của nó phải có tham gia u phẩy, ở đây là 1 phần 2 với chỗ này, cho nên phải rất thận trọng. Bây giờ thế vô nè, thế bi chia 3 thì nó ra tan bi chia 6, thay x bằng 0, tan 0 là 0, tan bi chia 6 là căn 3 chia 3. Vậy giá trị tích phân G là căn 3 chia 3. Mà các em chuyển sang ví dụ thứ tư. Trong bài này chúng ta xét tích phân y trên đoạn từ 0 đến bi của dx chia 1 cộng sin x. Dx chia 1 cộng sin x thì 1 cộng sin x có công thức biến đổi gì? Một cộng sin x có công thức biến đổi là
cos x chia 2 cộng sin x chia 2 tất cả bình phương. Đây là một hệ thức rất là quen thuộc. Vì sao vậy? Căm thử khai triển cái này xem. Cái này khai triển ra nó ra là cos bình phương cộng sin bình phương bằng 1. Rồi 2 lần sin cos, 2 lần sin x chia 2, cos x chia 2 thì nó là sin x, có vậy thôi. Thế rồi công thức cộng lại giúp chúng ta biến tiếp. Cos x chia 2 cộng sin x chia 2 thì bằng căn 2 cos của x chia 2 trừ bi chia 4. Công thức cộng. Cái này đem bình phương lên là 2 lần bình phương cos. Nó giống như cái kiểu dáng mà chúng ta đã gặp ở bài ở trên. Đấy, mẫu số là 2 lần cos bình phương x chia 2 trừ bi chia 4. Thì các em thấy nè, x chia 2 trừ bi chia 4 mà lấy đạo hàm là bao nhiêu? Là 1 phần 2. Đấy, nó chơ sắn 1 phần 2, nó họ hàng. Vậy cái biểu thức này có dạng là gì? U phẩy chia cos bình phương u. Nên nguyên hàm của nó là tan u, tức là tan của x chia 2 trừ bi chia 4. Thay bi vào thì nó còn lại là tan bi chia 4. Thay không vào là tan trừ bi chia 4. Tan bi chia 4 là 1. Tan trừ bi chia 4 là trừ 1, trừ nhân với trừ là cộng 1, như vậy giá trị tích phân là 2. Và chúng ta kết luận y bằng 2. Có một cái điều cần lưu ý như sau. Trong cái bài toán vừa rồi đó là chúng ta lấy tích phân trên đoạn từ 0 đến bi của dx chia 1 cộng sin x. Bây giờ hỏi các em rằng là nếu ta dùng cái kỹ thuật là nhân tử và mẫu ở cái hàm dưới dấu tích phân đó cho 1 trừ sin, thì cái mẫu số nó sẽ ra là 1 cộng sin nhân 1 trừ sin là 1 trừ sin bình phương. Và do đó nó biến thành cos bình phương. Ở trên tử là 1 trừ sin chia cos bình phương, thì 1 chia cos bình phương lấy nguyên hàm được. Sin chia cos bình phương lấy nguyên hàm cũng rất là dễ dàng. Nhưng giả như vậy là sai. Tại sao? Tại sao sai? Khi đoạn lấy tích phân từ 0 đến pi đó, thì sin x sẽ chạy từ mấy? Từ 0 đến 1. Như vậy khi các em đem nhân cho 1 trừ sin, thì lúc mà sin mà có giá trị là 1, thì 1 trừ sin bằng 0. Như vậy chúng ta biến cái tích phân xác định thành một cái tích phân không xác định. Như vậy là sai hoàn toàn đó. Trong chương trình chúng ta làm đó, là cái hàm số mà tính tích phân đó, thì trên cái vùng mà tính tích phân đó, hàm số phải hoàn toàn được xác định. Cho nên khi nhân vào hay chia thì phải xem cái thừa số đó có bằng không hay không. Nếu thừa số đó có nguy cơ bằng không là không được, là chúng ta du nhập cái điều ngoại lai ở ngoài vào. Đó là một cái phép giải sai. Dẫu rằng có thể với cách làm thô bạo đó, tính một hồi, cái sai nhiều lần cái nó ra cái kết quả đúng, nhưng kết quả đó là vô giá trị. Chúng ta xét sang bài nối tiếp. Bây giờ thì chúng ta xét tích phân y trên đoạn từ 0 đến bi chia 3 của dx chia 1 trừ sin x. So với bài trước đó là chỉ đổi cái dấu cộng sang dấu trừ. Và chúng ta lại biến đổi một cách tương tự. 1 trừ sin x ta viết thành bình phương của cos x chia 2 trừ sin x chia 2. Thì các em khai triển ra thấy cos bình cộng sin bình là 1, 2 lần sin cos là sin gấp đôi. Rồi công thức cộng cho cos x chia 2 trừ sin x chia 2 là căn 2 cos x chia 2 cộng bi chia 4. Và do đó khai triển nó ra là 2 lần bình phương cos, nghĩa là trở lại cái công thức quen thuộc. Đấy. Thì đây là 1 phần 2 chia bình phương cos, như vậy nó có dáng điệu là u phẩy chia cos bình phương u. Nên nó là đạo hàm của tan x chia 2 cộng bi chia 4. Đấy, tức là mình đã lấy được nguyên hàm. Thế giá trị bi chia 3 vào đây là bi chia 6 cộng bi chia 4. Thế x bằng 0 vào tan bi chia 4. Chỗ này ta dùng công thức cộng tan A cộng B bằng tan A cộng tan B. Tan bi chia 6, căn 3 chia 3, tan bi chia 4, 1. Tan A cộng tan B, còn dưới này là 1 trừ tan A nhân tan B. Tan bi chia 4 là 1. Tới đây là chỉ còn cộng trừ nhân chia tính số thôi. Cho chuyện này thì tính toán và đơn giản thì cuối cùng nó sẽ ra là mẫu số là 3 trừ căn 3 và tử số là 2 căn 3.
Nếu chúng ta muốn làm gọn hơn nữa thì chia tử và mẫu cho căn 3 rồi trục căn dưới mẫu số bằng lượng liên hiệp thì nó ra kết quả cuối cùng là căn 3 cộng 1. Vậy kết quả sau cùng cho tích phân cần tìm là căn 3 cộng 1. Mời các em xem tiếp bằng ví dụ số 6. Ví dụ số 6 là chúng ta xét tích phân y trên đoạn từ 0 đến b của cos 2x nhân cos 5x. Câu b là tích phân g trên đoạn từ 0 đến b chia 2 của sin x nhân sin 4x. Và câu c tích phân k trên đoạn từ 0 đến b của sin 3x nhân cos 2x. Như vậy đây là cái dạng tích hai hàm lượng giác sin cos thì có 3 kiểu: cos nhân cos, sin nhân sin, sin nhân cos, vậy là đủ hết đại diện rồi. Thì phương cách của cái này là làm gì? Là kiểm tra công thức biến đổi, biến tích ra tổng hiệu, thế là xong. Vấn đề còn lại là viết biến đổi có trúng hay là không. Cho nên học tích phân hàm lượng giác thực ra là một mũi tên trúng hai mục tiêu. Một là để tính tích phân hàm lượng giác, nhưng đồng thời trong quá trình đó chúng ta ôn lại, chúng ta ra soát lại những công thức cơ bản về biến đổi lượng giác. Mà chuyện đó mà thiếu đi thì nó đụng đến một mảng lớn của đề thi. Không những là tính tích phân hàm lượng giác mà còn đụng đến cái việc giải phương trình lượng giác. Đó là những câu hỏi không thể thiếu trong đề thi. Nào, câu A là lấy tích phân trên đoạn từ 0 đến b của cos 2x nhân cos 5x. Sao? Cos nhân cos, công thức biến đổi là gì? 1 phần 2 cos cộng cos. Cos a cộng b 7x, cos a trừ b 5x trừ 2x là 3x. Đối với cos thì là a trừ b hay b trừ a không thành vấn đề, nó cũng như nhau thôi vì cos trừ là cos. Bây giờ cos 7x lấy nguyên hàm là gì? Là sin 7x chia 7. Nguyên hàm của cos 3x là sin 3x chia 3. Nhớ là khi trình bày bài toán tích phân thì phải qua từng chặng, tức là tính toán biến đổi hay là dùng phương pháp gì đó và phải viết cho được nguyên hàm rồi mới thế số. Thì ở đây thay bi vào sin 7 bi là 0, sin 3 bi là 0, thay x bằng 0 thì sin 0 là 0. Như vậy cuối cùng thì giá trị tích phân này là bằng 0 và chúng ta có kết luận y bằng 0 là giá trị cần tìm. Chúng ta chuyển sang câu B nhé. Vừa rồi là cốt nhân cốt, bây giờ sin nhân sin. Tích phân trên đoạn từ 0 đến b chia 2 của sin x nhân sin 4x. Sin nhân sin thì công thức biến đổi là 1 phần 2 cos a trừ b trừ cos a cộng b. Cái thứ tự là rất quan trọng. Cos a trừ b lấy 4x trừ x là 3x, còn a cộng b 4x cộng x là 5x. Thì ở đây đó, cái nào a cái nào b thì cũng như nhau, vì nếu mà các em dùng ở đây là a đây là b thì cos trừ 3x thì nó vẫn là cos 3x thôi. Nhưng mà thường thường đó, mình xếp cái đầu cung lớn là a, đầu cung nhỏ là b để cộng trừ cho nó thuận, khỏi phải biến gì cả. Và bây giờ lấy nguyên hàm sin 3x lấy nguyên hàm cos 3x lấy nguyên hàm là sin 3x chia 3, cos 5x lấy nguyên hàm là sin 5x chia 5. Nhớ là mấy cái chuyện đó các em phải thuộc lòng và thế giá trị. Chỗ này thế bi chia 2 vào là nó ra sin 3 bi chia 2 nè, rồi sin 5 bi chia 2. Còn khi thay x bằng 0 thì sin 0 là 0, mất đi. Sin 3 bi chia 2 là trừ 1 nhân với 1 phần 3 là trừ 1 phần 3. Còn sin 5 bi chia 2 cắt đi 2 bi thì còn bi chia 2, do đó sin bằng 1 nhân với trừ 1 phần 5 là trừ 1 phần 5. Sau đó thì rút gọn ở bên trong và nhân với 1 phần 2 thì nó ra là trừ 4 phần 15. Và chúng ta có kết luận giá trị của G là trừ 4 phần 15. Thì các em nhớ khi người ta chấm điểm làm thang điểm trong cái bài toán tích phân là thường người ta phân ra hai đoạn. Một cái đoạn là biến đổi rồi làm gì đó để đưa đến viết được nguyên hàm. Và cái phần thứ hai là tính số cho nó ra cái kết quả cụ thể. Thì cái phần nào mình cũng phải làm rất là đầy đủ chính xác thì mới có điểm tối đa. Bây giờ với câu C thì là dạng sin nhân cos, cos cos nè, sin sin, bây giờ sin cos. Sao? Sin nhân cos thì là 1 phần 2 sin cộng sin. Nhưng thứ tự là rất quan trọng.
Khi đã nói như thế này thì sin A cos B, A là 3x, B là 2x, đặt sai thứ tự là sai rồi nha. Cái này gọi là sin cộng sin thì sin A cộng B 5x, sin A trừ B 3x trừ 2x là x. Đối với sin mà Câm đặt thứ tự sai là sai, vì sin trừ là trừ sin. Bây giờ sin 5x lấy nguyên hàm là gì? Trừ cos 5x chia 5. Còn nguyên hàm sin x là trừ cos x rồi. Đấy. Thì cái này dấu trừ, nguyên hàm dấu trừ mình đẩy dấu trừ ra ngoài để khỏi phải bận rộn với dấu trừ. Rồi bây giờ thế số này, thấy bi vào. Cos 5bi, cos 5bi tức là cos 1bi thôi, 4bi cắt bỏ, cos bi là trừ 1. Nhân với 1 phần 5 là trừ 1 phần 5. Cos bi trừ 1. Thế x bằng 0 thì cos 0 là 1, cho nên chỗ này trừ 1 phần 5 trừ 1 nữa. Thì cuối cùng là nó ra giá trị 6 phần 5. Vậy kết luận tích phân K cần tìm với giá trị 6 phần 5. Đấy, thì các bạn thấy là toàn bộ những cái bài toán ở đây là những cái tích phân hàm lượng giác rất thường gặp, rất căn bản trong chương trình. Chỉ cần một vài cái công thức biến đổi cơ bản của lượng giác là chúng ta lấy được nguyên hàm và chúng ta tính được tích phân. Cho nên chắc chắn những bài toán tính tích phân hàm lượng giác thì phải qua, sẽ liên quan đến những cái bài toán mà chúng ta đã và đang trình bày. Bây giờ chúng ta muốn nâng cao cái phần, tức là nãy giờ là một vài cái biến đổi rời rạc thôi. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái quy luật. Chúng ta xét tích phân có dạng sau đây: sin x lũy thừa n, cos x lũy thừa m, mà trong đó n m là các số nguyên, như vậy nó có thể dương, nó có thể âm. Tức là cái loại tích phân này là mình xét dưới dạng lũy thừa mà là tích số hoặc là thương số, khi cái mũ âm thì nó ra là chia, cho nên là nó thương số. Thế thì do cái đặc điểm hàm sin cos, chúng ta biết rằng đạo hàm sin là cos, đạo hàm cos là trừ sin, cho nên nó dẫn đến cái ý tưởng về phép giải như sau. Nếu n là số nguyên chẵn và m là số nguyên lẻ, thì cái phần mà số nguyên lẻ đó mình tách ra một thừa số được, nghĩa là trong tình huống này lũy thừa của cos là lẻ, thì biến số sẽ là sin, vì đạo hàm là cos x mình tách ra. Đấy, mình lấy biến số là sin. Như vậy rất là dễ nhớ là lũy thừa nào mà chẵn, một cái chẵn một cái lẻ, thì lũy thừa chẵn là cái người mà có cái lũy thừa chẵn làm biến số. Tương tự như vậy, nếu n là lẻ và m mà chẵn, tức là lũy thừa của cos là chẵn còn sin thì lẻ, thì mình lấy cos làm biến số. Lý do là mình tách cái đạo hàm nó ra. Tất nhiên là tới đây có em sẽ hỏi là nếu cả hai đều lẻ hết thì sao, thì các em dùng sin hay cos đều được, thì lúc đó phải tùy cái hoàn cảnh là chọn cái nào nó hay hơn, nó đơn giản hơn. Và trường hợp cả hai đều lẻ thì các em muốn dùng sin muốn dùng cos tùy ý, đều thành công. Như vậy trường hợp cuối cùng là cả hai đều chẵn. Nếu cả hai đều chẵn thì có nhiều cách lựa chọn. Chúng ta có thể chọn tan x làm biến số, hoặc là chúng ta dùng cô tan tùy theo cái đoạn tích phân mà chúng ta lấy. Ví dụ như nếu mà đoạn tích phân mà có chứa bi chia 2 thì chúng ta không thể lấy tan. Nhưng mà nếu đoạn tích phân mà có chứa 0 thì chúng ta không lấy cô tan vì nó không xác định. Và kể cả việc chúng ta sử dụng các công thức biến đổi lượng giác một cách thích hợp. Như là trong cái phần vừa rồi, chúng ta không có dùng đổi biến gì hết mà chúng ta chỉ dùng những cái biến đổi lượng giác nó làm bộc lộ ra cái nguyên hàm. Như vậy cái phần mà cả hai đều chẵn này nó thể hiện rất là linh hoạt, tùy cái cách nhận định và chúng ta lựa chọn cách giải. Thế bây giờ, những ví dụ sau đây là dành cho cái phần mà chúng ta vừa nêu về mặt phương pháp. Bây giờ chúng ta xét tích phân y trên đoạn từ 0 đến bi chia 2, bình phương sin x, lũy thừa 3 cos x. Thế thì bây giờ Câm phân tích đọc cái đề bài như vậy nhé. Sin thì mang lũy thừa chẵn, cos lũy thừa lẻ. Vậy Câm chọn cái nào làm biến số, sin hay cos?
thì cái lũy thừa lẽ là để lấy cái nguyên, lấy cái đạo hàm ra. Như vậy thì cái mang lũy thừa chẵn đó là biến số. Tức là với bài toán này mình lấy biến số T là sin x. Đấy. Thì T là sin x thì DT là cos x dx. Khi x bằng 0, T bằng sin x cũng bằng 0. Khi x bằng pi chia 2, T là sin pi chia 2 bằng 1. Và như thế, tích phân y được đổi biến số. Thì trước khi đổi biến số là chúng ta phải có bước chuẩn bị, phân vai trò. Như đã nói là chúng ta sẽ lấy một cái cos x ra ngoài cho cái dt. Vậy mình lấy một cái cos x ra. Lấy một cái cos x ra thì còn lại là bình phương cos x thì chúng ta diễn tả theo sin là 1 trừ bình phương của sin. Khi mà chúng ta làm như thế này thì cảm thấy là cos x dx này là dành chỗ cho dt. Còn bên trong này là thế là gì? T bình phương nhân 1 trừ t bình phương. Và cận sẽ thay đổi từ 0 đến 1. Đấy, tức là chúng ta đã chuẩn bị vai trò hết rồi. Bây giờ thực hiện đổi biến số. Y là tích phân từ 0 đến 1. Thế đổi biến là phải đổi cận nha. T bình phương nhân 1 trừ t bình phương dt. Thì bây giờ là quá dễ rồi. Tích phân hàm đa thức thôi. Dưới dấu tích phân bây giờ là T bình phương trừ T lũy thừa 1. Lấy nguyên hàm. T bình phương lấy nguyên hàm T tam thừa chia 3. T lũy thừa 4 lấy nguyên hàm T lũy thừa 5 chia 5. Bây giờ thế số. Thế T bằng 1. 1 phần 3 trừ 1 phần 5. Còn thế T bằng 0 là nó là 0 hết. 1 phần 3 trừ 1 phần 5 có giá trị 2 phần 15. Vậy chúng ta kết luận tích phân y cần tìm với giá trị là 2/15. À, như vậy vừa rồi là chúng ta đã trình bày bằng cái phương pháp đổi biến số cho tích phân hàm số liên giác. Mời các em xem tiếp bằng ví dụ tiếp theo, ví dụ số 8. Trong bài toán này chúng ta xét tích phân y trên đoạn pi chia 3 tới pi chia 2 của dx chia sin x. Nào bây giờ là hồi nãy là tích, bây giờ là thương số rồi đúng không? Viết như thế này tức là sin x với cái mũ là trừ 1. Còn cos thì vắng mặt tức là lũy thừa 0. Vậy là lũy thừa của cos là chẵn. Vắng mặt là lũy thừa chẵn, là lũy thừa 0. Còn sin là lũy thừa lẻ. Vậy ai làm biến số? Theo phương pháp đã nêu, cos được làm biến số. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có sự chuẩn bị rồi. Để làm xuất hiện cos chúng ta làm như sau. Nhân tử cho sin và nhân mẫu cho sin. Thì dưới mẫu là bình phương sin. Bình phương sin thì đổi thành 1 trừ bình phương cos x. Và bây giờ chúng ta đổi biến số. Đặt biến số T là cos như phương pháp đã nêu. Thì dt là trừ sin x dx. Thì cảm thấy là thế vô được rồi. Sin x dx trên tử là thay bằng gì? Trừ dt. Thì dưới mẫu là 1 trừ t bình phương. Như vậy nó kéo về dạng hữu tỉ mà chúng ta đã biết cách giải. Nào, bây giờ chúng ta đổi cận. Khi x bằng pi chia 3 thì t cos pi chia 3 là 1 phần 2. Khi x bằng pi chia 2, t cos pi chia 2 là bằng 0. Như vậy khi đổi biến thì tích phân chạy từ 1 phần 2 cho tới 0. À, đổi biến số vào nha. À, thì chạy từ 1 phần 2 tới 0. Tử số là trừ dt. Mẫu số là 1 trừ t bình phương. À, dấu trừ này chúng ta xóa đi thì kéo cái cận tích phân 0 xuống 1 phần 2 lên. Tính chất của tích phân xác định. À, đổi thứ tự cận thì nó đổi dấu tích phân. Và dưới mẫu số 1 trừ t bình phương thì chúng ta phân tích là 1 trừ t nhân 1 cộng t. Cái này là cái kiểu tích phân hàm hữu tỉ đã học rồi, bây giờ là áp dụng lại. Sau đó chúng ta sẽ phân tích ra số hạng đơn giản. Nghĩa là chúng ta viết như sau. 1 chia 1 cộng t cộng 1 chia 1 trừ t. Với phân tích thành hai cái số hạng đơn giản như thế này, các em kiểm tra lại xem. Quy đồng lên thì mẫu số là 1 trừ t bình phương rồi, cũng nói.
trên tử là 1 trừ t cộng 1 cộng t là nó ra 2. Cho nên ở ngoài này mình cân bằng chia cho 2. Mấy cái chuyện tính toán ấy các em phải làm rất chặt chẽ và chính xác nha. Không có làm hấp tấp vội vã là sai đấy. Bây giờ lấy nguyên hàm. 1 chia 1 cộng t, nguyên hàm lúc này bé trị tuyệt đối 1 cộng t. 1 chia 1 trừ t, hãy cẩn thận. Vì cái chỗ này là trừ t, cho nên nguyên hàm của nó không phải là log nê bê của trị tuyệt đối 1 trừ t, mà phải là gì? Trừ log nê bê trị tuyệt đối 1 trừ t. Chỗ đó là chỗ cẩn thận. Vì nhiều em chỗ này sẽ vấp khi sơ ý hoặc là không hiểu. Do đó ghép lại nó ra là log trừ log, cho nên chúng ta mới viết thành ra là log nê bê của trị tuyệt đối 1 cộng t chia 1 trừ t. Chỗ này phải hết sức thận trọng nha, nếu không là sai lầm rất đáng tiếc. Bây giờ thì thế số. Thay t bằng 1 phần 2 thì trong này là 3 phần 2 chia 1 phần 2 là 3, log 3 trừ. Thay t bằng 0 thì trong này là log 1, log 1 là 0, cho nên kết quả cuối cùng là bằng 1 phần 2 log 3. 1 phần 2 đẩy vào trong luôn, thành ra là log nê bê của căn 3. Vì vậy, chúng ta đã tính được tích phân với giá trị là logarit nê bê của căn 3. Đấy thì cái bài trước đó là dạng tích, bài vừa rồi là dạng thương số, và rất đặc biệt tức là nó chỉ xuất hiện có cốt, có sin thôi, hoặc là cốt thôi, tức là nó vắng mặt. Thì lưu ý cái thừa số mà vắng mặt đó thì ta xem như là lũy thừa chẵn để chúng ta đánh giá sử dụng cái phương pháp phân tích ở trên. Thì rõ ràng phải thông qua những việc tính toán cụ thể như thế này thì những cái chuyện mà viết hay nhầm lẫn đó ta mới phát hiện ra và bắt đầu điều chỉnh và chú ý một cách thận trọng. Mời các em xem tiếp bằng ví dụ số 9 là tính tích phân sau đây. Ta lấy tích phân y trên đoạn từ 0 đến pi chia 3 của dx chia cos x lũy thừa 4. Thì cái quan trọng ở đây là cái phần định hướng, tức là cái phần phân tích. Cos lũy thừa 4 tức là lũy thừa của cos là chẵn. Sin vắng mặt tức là sin lũy thừa 0 cũng chẵn luôn. Đây là tình huống cả hai cái mũ đều chẵn. Thế thì tích phân lại trên đoạn từ 0 đến pi chia 3, cho nên cái chuyện mà đổi biến là cô tăng là loại ngay, không hợp lý. Vậy thì trước hết chúng ta xem đổi biến là tan x có được không. Mà muốn đổi biến là tan x ấy, thì chúng ta biết là đạo hàm của tan x là gì? 1 chia cos bình phương x. Vậy có làm được không? Có làm cho nó xuất hiện 1 chia cos bình phương x được không? Được. Ta tách cái cos lũy thừa 4 ra thành cos bình phương nhân cos bình phương. Thì một cái thừa số 1 chia cos bình phương là để phục vụ cho đạo hàm của tan. Nếu ta lấy t là tan nhé, thì dt là dx chia bình phương cos x. Và chúng ta sẽ phân tích cái hàm dưới dấu tích phân này ra là dx chia cos bình phương x để đó. Còn lại 1 chia cos bình phương nữa thì biến thành 1 cộng tan bình phương, tức là diễn tả theo tan. Vậy là thành công. Với x bằng 0, tan 0 là 0. Với x là pi chia 3, t là tan pi chia 3 là bằng căn 3. À, như vậy khi đổi tích phân, cận tích phân thì nó chạy từ 0 đến căn 3. Và tất nhiên chúng ta phải có cái bước chuẩn bị rồi mới thay biến số vào. Đây, bước chuẩn bị nè. 1 chia x lũy thừa 4 mình tách ra như thế này, cos bình phương nhân cos bình phương. Thì cái dx chia cos bình phương x này là để chuẩn bị cho dt. 1 chia cos bình phương này thì biến thành 1 cộng bình phương của tan. Đấy. Vậy thì việc phân vai tới đây là đã đầy đủ. Và chúng ta bắt đầu thực hiện đổi biên số. Bằng tích phân của 1 cộng t bình phương, còn phía sau này là dt. Cận mới là 0 đến căn 3. Đấy. Các nhớ là đổi biến phải đổi rất là hợp lý như thế này, chứ không phải là đổi biến một cách thô bạo. Là có nhiều em đó là khi mà dt bằng dx chia cos bình phương x cái xong rồi đó là đem rút ra
dx là dt nhân cos bình phương x, xong rồi cái thế vào tích phân nó trở thành ra là một cái thứ hỗ lốn. Trong tích phân đó vừa có biến cũ x, vừa có biến mới t, vậy thì cái cận tích phân là viết theo cái gì? Theo cũ hay theo mới? Nó rất là vô nghĩa. Nhưng mà giải thô bạo vậy rồi tiếp tục lại nhân chia rồi rút gọn, cái xong rồi lại đổi cái cận mới vô thì sai hai lần để thành đúng lại. Kết quả đáp số thì không sai. Nhưng rõ ràng cái cách trình bày như vậy là không hiểu công thức đổi biến số của tích phân nữa. Vi phạm rất nhiều điều. Nào, bây giờ chúng ta thay biến số lấy nguyên hàm nè. Một, lấy nguyên hàm là t, bởi vì bây giờ là mình lấy tích phân đối với biến số t. Còn t bình phương lấy nguyên hàm là t tam thừa chia 3. Bây giờ thế giá trị. Thay t là căn 3. Chỗ này tam thừa lên 3 căn 3 là chia 3 là còn căn 3. Còn khi thay t bằng 0 thì nó giá trị 0. Vậy cuối cùng là 2 căn 3 là giá trị mà chúng ta tìm được. Kết luận tích phân y cần tìm có giá trị là 2 căn 3. Thì Câm thấy rằng đối với tích phân hàm lượng giác, cái điều quan trọng đầu tiên là mình phải định hướng, là mình làm cái biện pháp gì. Nếu đổi biến thì ai làm biến số là đúng. Sau khi mình định hướng đúng rồi đó thì có phải có cái phần là chuẩn bị để đưa cái biến số vào khi chúng ta thay biến số. Chứ không phải là nhân chia một cách thô bạo, để rồi khi mà lắp vào đó thì nó ra một cái tích phân mà biến cũ và biến mới lẫn lộn, thì cái điều đó là không được. Mà các em xem tiếp bằng ví dụ sau đây. Tích phân y trên đoạn từ 0 đến pi của bình phương cos x nhân lũy thừa 4 sin x. Tình huống này lũy thừa, tức là cái mũ của sin và cos đều là số chẵn. Tình huống này chúng ta không có dùng đổi biến số, mà chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp là dùng biến đổi lượng giác. Là vì sao vậy? Vì ở đây mà Câm thấy là muốn xuất hiện cái đạo hàm, chẳng hạn như là tích phân từ 0 đến pi đó, thì chạy từ 0 đến pi là nó đi ngang qua pi chia 2. Cho nên nếu mà chúng ta có muốn dùng biến số tan thì không được. Vì nó đi ngang qua tan pi chia 2 là không xác định. Nếu Câm đổi biến bằng cô tan thì nó vướng cái cận 0 này, cô tan không xác định tại 0. Cho nên việc đổi biến tan hay cô tan là không thể. Vậy chúng ta chỉ còn một cánh cửa hẹp thôi, là sử dụng các công thức biến đổi lượng giác để xử lý cho bài toán. Mà bây giờ biến đổi lượng giác là làm gì? Là làm sao giảm bậc nó xuống. Và bây giờ thì kiến thức biến đổi lượng giác là yếu tố quyết định. Nào, ta phân tích nha. Bình phương cos x nhân lũy thừa 4 sin x thì chúng ta phân tích. Sin lũy thừa 4 thì mình lấy ra sin bình phương, còn một cái sin bình phương mình ghép với cos. Để rồi mình làm gì? Sin nhân cos là 1 phần 2 sin 2x. Vậy bình phương lên là 1 phần 4 bình phương sin 2x. Sau đó công thức hạ bậc. Bình phương sin 2x biến thành 1 trừ cos 4x chia 2. Công thức hạ bậc. Bình phương sin x là 1 trừ cos 2x chia 2. Đã cảm thấy là từ cái bậc 2 nhân với cái bậc 4, tức là nếu mà nói về bậc là bậc 6, thì tới đây bây giờ chỉ còn là bậc nhất nhân với bậc nhất thôi. Bây giờ tiếp theo làm gì? Khai triển ra. Thì khai triển ra thì nó sẽ ra là gì? Nó ra cos 4x, nó ra cos 2x là những hàm cơ bản lấy nguyên hàm dễ dàng. Rồi nó có một cái số hạn mà dài nhất là cos 4x nhân cos 2x, thì cái chuyện này hồi nãy mình gặp rồi. Cos nhân cos tích lại biến ra tổng hiệu nữa. Thì rút cuộc cuối cùng là nó ra các hàm lượng giác cơ bản. Do đó, việc lấy nguyên hàm là không có gì khó khăn ở phía sau. Nhưng chuyện còn lại là tính cho đúng. Chỗ này mẫu số như vậy là 1 phần 16. Ở trong này còn lại 1 trừ cos 4x nhân 1 trừ cos 2x. Vấn đề tính toán chính xác là quan trọng. Đây, 1 phần 16. Bên trong đem khai triển 1 trừ cos 4x trừ cos 2x. Rồi, cộng cho, đóng ngoặc lại nha, cộng cho 1 phần 16, cos 4x nhân cos 2x. Cái phần đầu này viết lại thôi, 1 phần 16, viết lại. Cái phần sau này,
cái một phần 16 cũng đưa ra ngoài, thì cốt nhân cốt lại là ra tổng hiệu, thì ta viết là 1/2 cốt cộng cốt. Lưu ý nha, cho nó cẩn thận. Cốt cộng cốt 4x cộng 2x là 6x. 4x trừ 2x là 2x. Thế bên trong này thì chúng ta mới làm toán với nhau. 1 trừ cốt 4x, còn cốt 2x đó là trừ cốt 2x rồi cộng 1/2 cốt 2x, thì chúng ta ghép lại là trừ 1/2 cốt 2x. Chỗ này 1/2 cốt 6x. Bây giờ là toàn là những hàm số lượng giác cơ bản. Cho nên lấy nguyên hàm rất dễ dàng. 1 lấy nguyên hàm là x. Cốt 4x lấy nguyên hàm là sin 4x chia cho 4. Cốt 2x lấy nguyên hàm là sin 2x chia 2. Và cốt 6x lấy nguyên hàm là sin 6x chia 6. Nhớ cẩn thận và phải viết nguyên hàm. Khi trình bày lời giải tính tích phân là phải viết cụ thể biểu thức nguyên hàm, vì chỗ đó là chỗ người ta cho điểm đó, thang điểm được dừng lại ở đó. Này. Cái này là chúng ta viết lại thôi, cho vào trong tích phân, lấy tích phân. Ta cắt ra như thế này và bắt đầu lấy nguyên hàm này. 1 phần 16, nguyên hàm của 1 là x, nguyên hàm cos 4x là 1 phần 4 sin 4x. Nguyên hàm của cos 2x là sin 2x chia 2, thì chỗ này là trừ 1 phần 4 sin 2x. Chỗ này là nguyên hàm sin 6x chia 6 là chia 12 sin 6x. Thế giá trị vào. Cho x bằng pi thì chỗ này pi, còn sin 4, pi 6, pi 12, 2pi là đều bằng 0 hết. Thấy x bằng 0 và toàn bộ giá trị là 0. Do vậy chỉ còn lại là pi nhân 1 phần 16 tức là pi chia 16. Và chúng ta có kết luận sau cùng, y bằng pi chia 16. Và như vậy là chúng ta đã trình bày xong cái ví dụ số 10. Để các em xem là chúng ta đã nêu từ những cái tích phân cơ bản thường gặp dựa vào những cái biến đổi cơ bản của lượng giác trong chương trình mà các em đã học, thì chúng ta đã nâng lên thành ra một cái quy luật về đổi biến số cho tích phân hàm lượng giác dựa vào cái tính chẵn lẻ của cái mũ của sin và cos. Đương nhiên ta nói sin và cos thôi, nhưng mà nếu tan và cotan xuất hiện thì các em đổi nó ra thành sin và cos, thì các em cũng có thể dùng những kinh nghiệm đó trên để xử lý vấn đề. Tất nhiên đã nói tới lượng giác thì khó khăn kép vừa là biến đổi lượng giác, có những em không thuộc công thức, cái đó đành phải học lại thôi, không có cách nào khác, không có chiếc đũa thần nào giúp mà các em không có học công thức mà lại biết giải được tích phân lượng giác. Điều đó là điều bắt buộc, nhưng thì nghĩ đây là một cái dịp tốt để các em rà soát lại, chỗ nào quên thì phải học lại thôi, và học một lần cho chặt chẽ, cho chính xác. Hy vọng rằng với cách làm như vậy, các em không những giải tích phân lượng giác trôi chảy mà các em có khả năng giải được những cái bài toán liên quan đến chất liệu lượng giác, đặc biệt là câu phương trình lượng giác là câu dứt khoát phải có mặt trong đề thi. Bài giảng hôm nay về kinh nghiệm tính tích phân hàm lượng giác là được dừng lại ở đây. Và xin chào các em, hẹn gặp lại ở kỳ sau.